Hello anh em nhé. Video này điểm mặt cho anh em một số cái sản phẩm có cái bộ nhớ là 256GB. Đầu tiên thì có một cái em gọi là Samsung Galaxy A15. Những cái này là ánh đèn nó nhấp nháy vào các bạn nhé. Đấy, bông hoa các kiểu đây chứ không phải là máy nó thế đâu. Đấy, nó là màu xanh này. Xanh này là xanh nhạt nhạt, xanh lõn chuối đấy các bạn nhé. Xanh lá mạ. Đó, và đây là cái phiên bản cao, phiên bản bộ nhớ nhiều 256GB và máy thì mới sản xuất lên nên không khác gì máy mới. Đấy, đẹp từng cm nhé. Và cái quan trọng là chính hãng của Samsung sử dụng hai sim và giá thì các bạn sẽ được mua với giá hời. Sẽ rẻ hơn các bạn đập hộp, nhưng mà máy thì nói thật với anh em chả khác gì hàng đập hộp đây này. Đấy, 256GB nhé. Samsung Galaxy A15 chính hãng. Rồi, thêm một em nữa là A25 các bạn ạ. A25 này thì cũng là phiên bản cao 256GB, cũng là bản 5G chính hãng và cũng mới sản xuất gần, và đây là màu xanh đậm nên cũng còn rất mới. Đó, chính hãng hai sim cạnh vuông luôn, ngon lành, chuẩn chỉ, ok nhé. Đó, ok chưa các bạn? A25. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có Oppo. Oppo đây là Oppo A98 5G, RAM 8/256 màu xanh cũng rất mới nha. Em này thì qua sử dụng dùng lướt còn rất mới và cũng có một vài vết chày nhẹ nhẹ không đáng kể, tuy nhiên vẫn là máy nguyên bản nhà sản xuất và chính hãng của Oppo, pin trâu, máy chất chuẩn chỉ, ok, ngon lành, cành đào, màn hình to, hai sim. Đấy, tất cả sản phẩm Nhật Nam bán là sản phẩm zin và bảo hành cho các bạn là 6 tháng, hàng thật, hàng chính hãng. Tiếp theo là A79 5G, RAM 8/256GB, con này màu bạc tím các bạn nhé, màu bạc có pha tím tím đấy. A79 cũng là 256 và cũng 5G Oppo và giá bán cũng rất là êm, nói chung là êm như nhíp luôn, chuẩn chỉ, ngon lành, chính hãng, hai sim. Đó, máy dùng lướt còn rất mới các bạn nhé, có thể nói là rất mới. Rồi, tiếp theo nữa đây thì có con A34 màu bạc, A34 phiên bản cao, tức là dòng này có hai phiên bản, một là phiên bản 128, tuy nhiên đây là video review những em 256 đang có tại Di động Nhật Nam. Thì đây, một em 34 màu bạc 256GB, dùng lướt còn rất mới. Còn cả guarantee viền, anh em cứ nhìn là thấy biết mới như thế nào rồi nhá. Đấy, thế này là gọi là người ta gọi là mua cũ mà được máy chả khác gì mới đâu. Đấy, rất là ok là 256GB, pin trâu, chính hãng Samsung, ngon lành, chuẩn chỉ. Đấy, hàng chính hãng nhá, bên mình là không bán hàng tào lao. Và kể đến 256GB thì không thể nào thiếu cái sự góp mặt của 8B, 8 Plus đang làm dậy sóng cộng đồng mạng với cái quả kèo săn sale 300 cành. Đấy, 300 cành 500k. Thì thật sự là không có đâu, chứ anh em săn được ở đâu thì để lại bình luận cho mình săn cùng nhá. 8 Plus này hôm nay là mình còn 256GB màu đỏ này, nguyên bản pin 94 này. Mình còn màu đen nguyên bản 256GB này, dòng này sản xuất lâu năm nên là nguyên bản thì vỏ nó phải chày chày nhẹ nhá chứ không có đẹp keng đâu. Đó, 256GB này. Đấy, và màu vàng. Con màu vàng thì có vẻ đẹp nhất. Đấy, con màu vàng thì chắc là đẹp nhất rồi. Đấy, nhìn rất đẹp. Ok. Đó. Pin thì pin lâu năm nên bảo trì nên là thay pin mới nhá. Rồi, như vậy thì bạn nào cần cái gì không? Có cần những con hàng 256GB không? Đấy, hoặc là cần bất cứ cái gì ở đây nữa, mình đang còn rất là nhiều đây này, đấy. Thì có thể là tham khảo thêm. Đây, tham khảo thêm rồi sau đó là đặt hàng nhá.